chào cả nhà, mình đã quay trở lại với Tân Quốc Tuấn Ô Tô. Thì sáng nay thì Sơn có bé Thanh lên công ty chơi và cũng có anh Tú ở đây cả nhà. Thì nhân tiện có mấy chiếc xe bên công ty Sơn mới về thì cũng cho bé Thanh thích quá, thích xe quá thì cũng đã nhờ anh Tú lái cho bé Sơn, cho bé Thanh nó trải nghiệm thử. Thì bây giờ anh Tú còn một tiếng là đi về rồi cả nhà. Thì Sơn cũng tranh thủ nhờ ảnh test thử hai cái xe của Sương. Thì sáng có chạy thử xe này rồi này, thì bây giờ còn cái xe này nữa, thì bây giờ để vô coi anh Tú test thử coi là xe nó có bị lỗi động cơ hay có bị gì không cả nhà nhé. Ở đây thì trước đây Sơn cũng có về thì có kỹ thuật được kiểm tra bên nhà máy Hoàng Huy, cũng kiểm tra rất là kỹ rồi, nhưng mà tại vì có anh Tú nữa thì là người mà rất là rành về xe cả nhà, chạy rất là nhiều, cân qua nhiều loại xe rồi, thì Sơn nghĩ rằng là những cái xe đầu kéo mà anh từng ôm lái rồi các thứ thì nó sẽ gần hơn nữa cả nhà nhé. Chào cả nhà nhé. Đây em chào anh Tú. Rồi sáng cũng có nhờ anh Tú chở bác Thanh chạy một vòng cái xe này rồi á. Bây giờ nhờ anh còn một chút xíu là anh đi về rồi, thì thôi giúp em thêm tí nữa. Ok. Kiểm tra thêm giùm em có cái lỗi gì hay không, hay là xe nó như thế nào luôn. Thực ra mấy xe này giờ mình thấy là xem qua những cái máy móc bên trong nó rất là sáng, yeah, đẹp, nên là bây giờ chỉ có cần thiết thì test thì chạy thử xem mà cái hộp số tự động sang số các thứ nó có mượt mà hay không, yeah, có bị lỗi ở cửa số nào hay không thôi, yeah, thì mình sẽ là test thử, yeah, thì bây giờ để lên nổ máy test thử luôn, yeah. Sáng là mình lên xe này rồi nha cả nhà. Thì bây giờ mình xe này sáng chạy ổn rồi ha, còn bây giờ xe bên này thôi. Cái này là Sương có nhìn ra cái nút này nút gì không? Bây giờ mình mới về mình mới suy nghĩ ra. Cái này là cảnh báo về lệch cái làn này, này. Làn xe hả? Mình nhìn cái làn đường này, nếu mà lệch nó sẽ cảnh báo. Báo lệch làn đường đấy. Còn cái này là nó giống như kiểu cái có thể đóng mở khóa cái mâm ép ở trên này luôn. Bình thường nó mới khóa mình rút tay, nhưng mà cái này nó mở bằng điện luôn. Còn đây là cái này thì rời rồi, rời những đời trước nó vẫn có thôi. Nhưng mà cái này mình đánh giá là nó khá đầy đủ, là những cái tính năng này này. Khá là đầy đủ luôn, còn rất là nguyên bản. Đây là cài cầu các thứ này. Cài đây vẫn được, còn hôm nọ mình cũng đấy trên kênh mình thì nó thông nhiều cái thông tin nó chưa được gọi là đầy đủ lắm ấy. Cho nên là hôm nay cũng phải là cung cấp lại cho Sương cái này, giống như kiểu là cái nó chỉnh thêm trên cái màn hình như này, này. Chỉnh ở trên này, chỉnh về cái đồng hồ này, này. Có thể chỉnh đồng hồ đấy được bao nhiêu lít trên 100 km nữa cơ, nó có đầy báo đầy đủ luôn. Đây có nhiều thứ lắm. Đây là chỉnh trên cái màn hình này, nó dùng cái này điều chỉnh. Cái này nút trở lại. Cái này thì phải khám phá thêm. Ok này. Chip này. Cái này có thể là mình xem được các lỗi ở trên này luôn này. Đây nó đang báo. Cái này phải có thời gian vọc vạch nữa. Đây là gọi khí thải. Có thời gian vọc vạch thêm nữa thì mới biết được. Đấy. Rồi ok, bây giờ chắc là mình test thử một vòng nhé. Dạ. Có mấy cái xe đồng trước thì có sao không anh? Mình lách ra bên này. Đeo spell mua bạn bên nhà. Sáng con gái được đi thì giờ chiều mẹ được đi. Cái này lẽ ra mình mà ôm rộng cái kia thì nó ra dễ hơn. Dạ. Cái xe mình nó đầu nó dài đánh ra. Phải lùi ha, ra đây phải lùi 2-3 vòng. Vòng lại như thế này thì tầm khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 là có về cái máy Cumin đấy nha. Dạ. Nhiều người hỏi mình về cái máy Cumin. Dạ. Khi quay lên thì có nhiều anh em mà thích máy Cumin. Vâng. Máy A26 này thì nó cũng cải tiến rồi. Như đấy, ban nha. Đầu đây là nó có cái số L ấy, thì mình đi với nó đi là cấp số là số 1. Số này nó giống như số mạnh ấy. Thì nó như mình đi đài 3 ban đầu mà xe không này, sau này anh em mà muốn thử test xe không mà muốn
không có bị vọt thì mình đi số L, còn đi quen như mình thì mình có thể đi nhảy số 2 luôn thì nó sẽ vọt hơi mạnh tí đấy, là nhưng mà với điều kiện như mình, như là mình đi quen sẽ vọt mạnh tí, nhưng mà bây giờ đi ra thì cứ đi số L chắc, vì nó không có cái thùng đằng sau nên anh em phải lưu ý sau này, giả sử anh em nào đi mua xe nhận xe ấy, thì phải cẩn thận. Nó có thể là đang mình đang L đi ra, đang đi chậm chậm ra mình chuyển sang số D được, vẫn chuyển linh hoạt được, và đang đi này mình vẫn chuyển giữa tự động và bán tự động được. Mình test thử là cái số M đây, nó sẽ báo M đây này, là số này là số đi tay này đấy, thấy không, là sang số bằng tay, lên số đây, lên số 2 này, lên nó phải đủ cái đồng tốc nó mới cho mình lên số, còn không nó báo tít tít đấy. Nghe Sương có nghe thấy không? Hay quá hả? Nó phải đủ đồng tốc nó mới cho lên số, cái này cũng là một cái khá hay. Rất là nhiều tính năng, nhưng mà trước khi mà để quen xe thì phải ngồi mò một tí xíu. Đấy rồi. Con này cũng hai giường luôn. Tuần này em, tuần tới em có về thêm mấy xe nữa, ba xe nữa, có một giường luôn đấy. Test thử cái đi nhanh một chút, sáng số khá là mạnh. Nhanh là mạnh. Thấy em nghe. Sang số nhẹ là được rồi. Cơ bản là nó quan trọng nhất là cái sang số. Cái cửa số nó êm ái mượt mà là ok rồi. Thế thôi, sáng nay mình test một cái, chiều test cái, ok. Nhiều khi thì họ vào họ giao xe ấy, thì họ cũng chạy, họ cũng không có nói rõ cho mình trên đường đi xe số má ra sao. Nhiệm vụ của họ chỉ đến thế thôi, đúng không? Đi vào thì mình phải tự kiểm tra lỗi hết anh. Vô là kỹ thuật mình tự kiểm tra hết. Màu xanh này cũng đẹp ha. Đúng rồi, đẹp. Mình thấy cả hai màu xanh thì đẹp. Theo phong thủy người ta mới chọn lựa cái màu. Cái còi phiên bản mới này nghe khá hay. Ngày xưa kèn kia te 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 te. Bây giờ làm khá hay. Em tưởng là mình tự chế ra chứ. Không. Cái kèn mà nhiều anh em lắp thêm là kèn độ thêm là khác. Khác nữa. Còn cái kèn này, kèn này là kèn dẫn khác. Trên ở đây nó trên nó độ về á. Người ta đi người ta độ về rất là tốc độ rất là nhanh. Công nhận mấy cái gương này nó quan sát kỹ ấy ha, rõ thật đấy. Càng rất là rõ. Đúng rồi, cái mặt cái gương đường trước thì nó to là để mình nhìn cái khoảng cách rất là rộng. Yeah. Khi mình kéo cái đuôi vào là cái đấy nó sẽ nhìn thấy, những cái gương này mà không nhìn thấy được cái đuôi là cái đấy nhìn được. Yeah. Bây giờ vẫn đang vướng xe ở đây chút, mình sẽ lùi vào trong. Đậu đen cũng được anh ạ, biết là lùi sau. Thì sau khi trải nghiệm một vòng rồi cả nhà, thì Sơn cũng nhờ anh Tú anh lùi vào trong trong gọn cho gọn lại cái luôn.
cũng nhiều xe vào cả nhà, sáng giờ làm cũng nhiều xe. Đấy, cả nhà thấy là cũng rất là nhiều cô chú anh chị em mà ủng hộ Sơn. Ở hiện tại thì Sơn cũng về về một số dòng xe nữa, nhưng mà Sơn cũng chưa có cập nhật lên cho quý anh chị em. Bây giờ Sơn sẽ nhân tiện đây thì trong video này Sơn cũng cập nhật luôn. À, nhìn một tay lái điêu luyện ha cả nhà. Lùi chuồng các thứ rất là ổn luôn ha. Đó thì xe Sơn với Sơn làm thì hôm nay cũng lai rai cả nhà. Nói chung là cũng rất là được nhiều quý anh chị em yêu thương ủng hộ. À, mùa này bán xe cũng hơi chậm đó. Để làm thêm cái dịch vụ này cũng đỡ rồi nha. Màu xanh này đẹp quá luôn ha. Để cho chú anh lùi đôi à. Hai chiếc ra. Hai màu xanh rất là đẹp đó nè nhà ha. Tất cả xe về là đều dán niêm phong hết nha cả nhà. Thì khi mà xe ngoài ở bên đội vận chuyển mà chạy vào á thì mình kiểm tra xem mà có cái tem nào mà thay đổi cũng mâm nhôm đầy đủ hết đấy bạn. Dạ, Sơn này tất cả là mâm nhôm mà có vè đầy đủ hết không đó. Đó, hai giường nóc cao nha cả nhà. Những cái xe bên Sơn lấy thì đa số là Sơn lấy đủ vè, đủ bật lên xuống luôn chứ không có lấy thiếu. Đó, rồi những cái nhận mâm thì mâm nhôm, cái này cũng lốp mới luôn nha cả nhà. Trong này mâm nhôm luôn. Dạ. Thường ngày xưa là bên trong có thể là mâm sắt. Dạ. Bên ngoài mâm nhôm luôn. Nó đồng bộ nhìn nó đẹp hơn ha. Với lại hay ngày xưa hay cứ mâm sắt mâm nhôm xong là bị đổi anh. Chiếc bên này cũng mới luôn nha cả nhà, lốp mới luôn và mâm nhôm hết. Dạ. Yeah. Cái này nó hết pin. Đầu tiên là mình tính là gọi là để bạn Sương mà đủ đến lô xe thì mới vào để test, nhưng mà nó chưa có đủ thì vẫn phải cố gắng vào sớm hơn tí, vì mình cũng kiểu là muốn xem là cái phiên bản mới này nó thay đổi gì, và hai nữa là muốn lái thử một chút xem cái số tự động nó khác nhau nào, kiểu là cái đam mê về xe nữa. Với hai lâu lâu thì đi vào đây để gọi là thăm lại bạn Sương chút, cũng nhiều anh khán giả quan tâm. Nên là tham quan. Bữa nay có xe gì mới vậy ông Sương? Dạ em có dắt về rất là nhiều. Nhưng mà mới về lay rai thôi, tại vì giờ cũng khó khăn á. Vận tải thì bây giờ do là khó khăn chung về cái ngành vận tải ấy. Cho nên là cũng ít. Cái xe này là mới về đây à? Dạ. Thế là cái trước là mình bán này đúng không? Dạ. Còn có cả cái xe Ben nữa này, Ben Chiến Thắng. Xe Ben Chiến Thắng. Hai cầu à, dành cho đi đường đồi núi, đường xấu, hai cầu. Bên này là rắc tiếp. Đời 900. Tôi trả lại xe. Mới về luôn à? Dạ, mới về luôn anh. Rắc đời 900 nha cả nhà. Máy của mình đúng không? Và bên này thì 350 nha cả nhà. Này 3,5 tấn. Máy của mình luôn. Dạ, máy của mình. Bây giờ dắt thì sản xuất ra máy của mình hết rồi, hết máy Isuzu rồi. Cái này là nước làm mát ở đây. Dạ. À, cái thay đổi bây giờ bình dầu người ta không làm bằng bình sắt như ngày xưa nữa. Dạ. Bây giờ người ta làm bằng cái Về một số xe nha cả nhà. Thì do thị trường cũng khó khăn cho nên chỉ về lai rai vậy thôi. Qua tuần này về thêm mấy đầu kéo Mỹ nữa. Thì quý anh chị em nào mà cần lựa chọn xe như thế nào thì ủng hộ Sơn. Còn máy của mình thì đợi Sơn tầm cuối tháng 9
tầm đầu tháng 10 á. Bên kia có mấy con mình thích nhất là dòng Dạ. Kia, Dạ. máy nhỏ nhỏ. Dạ, xe cũ. Bây giờ mấy giờ nhỉ? Mình cũng gần gần đến giờ, Chắc là 4 giờ rồi. gần đến giờ lên đường rồi. Dạ. Này thì K200 nha cả nhà. Nay tải 1 tấn. Đời 2019. Gọi là thùng lạnh đấy nhỉ. Dạ, không lạnh á. Ok, có lẽ là bây giờ mình phải đi vào để chuẩn bị để lên đường rồi, còn Dạ. lại bạn Sương cứ làm việc tiếp nhá. Dạ. Mình chào khán giả trước. À, cảm ơn Tú nhiều nha. Giả đi tham quan thêm nhé. Dạ. Thì Sơn cũng còn xe K200 này cả nhà, đời 2019. Đây là có K165, đây đời 2017. À, bên này thì K250, đời 2020. Thì những cái xe mà Sơn đang tồn thì còn cũng khá khá nhiều cả nhà, xe cũ và xe mới luôn. Quý chị em nào mà cần xe thì nhớ liên hệ và ủng hộ em Sơn. À, hotline của Sơn là 0931 674 675 nha cả nhà. À, showroom của Sơn là ô tô Tân Quốc Tuấn hướng Sài Gòn xuống qua cầu Đồng Nai qua trạm thu phí nằm bên trái. À, số 1132B đường xa lộ Hà Nội, khu phố 10, phường An Bình, biên Hòa, Đồng Nai. À, Sơn thì chuyên mua bán xe tải cũ các loại và có cả mới cả cũ nha cả nhà. À, bên đó thì Sơn có là những cái dòng xe, những cái trung tâm sửa chữa của Sơn này cả nhà. Thì hiện tại Sơn cũng rửa xe rồi bảo dưỡng bảo hành sơn đồng các thứ nha cả nhà. À, hình như làm tất luôn á, phụ ceramic, phụ bóng rồi tất tần tật mọi thứ rất là nhiều luôn đó. Thì quý anh chị em nào mà cần thì sửa chữa hay là bảo dưỡng gì ủng hộ em Sơn với nha. Bây giờ đến đây thì Sơn cũng xin chào mọi người, hẹn gặp lại, để Sơn tiện đưa anh Tú ra ra cổng chút xíu nha cả nhà. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại nha.